xin chào anh em hôm nay cùng quay giao lưu với anh em một cây sam hương cái này hàng độc lạ anh em ha đó, cái này là chậu trên chậu nha anh em đó thì cái chậu này là chậu nhật ha còn chậu này là chậu đất nung trung quốc ha chậu nào cũng cao cấp anh em nha và bộ tán là hoàn thiện rồi ha cái này về bấm tỉa là mình chơi nha anh em thì chiều dài tổng thể của cái cây là 20 mươi cm ha còn tính từ miệng chậu này lên là nó tầm 14 bốn cm anh em nha đó thì cái này là hàng đáng siêu tầm anh em ha Cây này thì Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 1 triệu 900 k Cường xin nhắc lại là 1 triệu 900 k ha Anh em nào muốn sưu tầm sở hữu thì liên hệ với Cường 0374 11 Hoặc là 093 778 7700. Gặp trực tiếp Cường anh em nha Đó, Cường xin nhắc lại là 1 triệu 900 k ha Rồi anh em nào muốn sở hữu thì liên hệ với Cường nha Rồi Cường làm vườn xin chào và cảm ơn anh em